Hello, ở tập trước thì Seiza có gọi điện bảo là nếu muốn kiếm Jack đi gặp nó. Ok, ô tô cất ở đây khó lấy ra quá đấy. Đún nó ra nào, ra nào mày, vất vả quá, vất vả quá mẹ. Chắc phải mua cái nhà để cất ô tô thôi. Shit, tao không lấy cái xe này. Thế nữa. À, đây rồi. Loại ra cái cửa. Nát mẹ nó xe rồi. Giờ đến chỗ có biểu tượng của Caesar. Caesar có nên kiếm theo thằng đệ để đi cho nó yên tâm không nhỉ? Oh mẹ, đi kiểu con kẹt như vậy. Xe đang đẹp. Hai step. Lao vai. Lao vai được. Xe đẹp đấy. Cái xe hôm nọ mày mới gặp mà. Khen theo khen lắm. Đua xe ha. Chỉ cần về nhất thôi. Nó có tiền. Được. Tao chơi. Mấy cái thằng đấy thì không giống như bọn nhã nhát gì đâu. Mình cẩn thận đấy. Yên tâm. Xe anh có thể nát nhưng mà trình độ anh thì không ai sánh bằng đâu. Mẹ, keep up với áo, tao đi trước mày đấy. Mày vừa giết người. Có cần ta phải hút đít mày một phát. Ít mẹ. Tao nhìn thấy địa điểm đấy rồi. Đéo cần mày dẫn đường nữa đâu. Này thì đua xe. Fuck. Thua nó phải do trình độ mà thua thì bọn nó đi xe ẩu. Thua chết tôi rồi, ấn nhầm đi trô rồi, sớm quá. Đừng chạm vào xe tao nữa đi. Thứ tư thế này. Thứ ba rồi. À đây còn hai thằng này thôi đúng không? Không chạm vào bọn nó nữa là ok. Bố đợi thời cơ bố vượt. Hít khói đi. Hít khói đi. Nitro nhân 10 đó. Yahoo. Sao hả? À hả. Một lũ hèn. Chỉ giỏi đâm xe tao thôi. Nát bà nó xe rồi.